Mặc Zayin, Zayin, Zayin. Ờ gì? Chuyện gì? Hả? Nghe nói bữa ăn trường hôm nay là hamburger và gà rán. Gì? Hamburger và gà rán á? Tôi cực thích mấy cái món đó. Nghe tình càng ngủ luôn. Sẽ được dưới nước min chocolate đấy. Hả? Tại sao lại tưới min chocolate lên? Có bình thường không vậy? Bữa ăn hôm nay là min choco mà. Min choco? Nghe kinh quá à. Tớ không phải fan cứng của min choco. Tớ lại là fan cứng của min choco. Nhưng mà dưới min choco lên gà rán thì hơi bị ấy. Đừng dưới lên quán ăn của tớ. Tớ muốn chấm ăn bình thường. Ôi rồi ôi, dưới lên thật rồi. Cái này có bình thường không vậy? Tại sao lại dưới lên? Tớ cũng muốn chấm ăn mà người ta lỡ dưới hết lên rồi. Không còn cách nào khác. Vị có kinh khủng lắm không nhỉ? Nhìn cái màu xanh của nó đã thấy khó ăn rồi. Hamburger không. Trời ơi. Cơ mà mi cho cô có sức hút thần thánh. Ăn thử miếng nào. Vị của nó như cái vị kem đánh răng ấy. Tò mò quá. Thôi để mình ăn thử nào. Hamburger được dưới min choco có vị như nào nhỉ? Mình ăn thử nhé. Cái vị của nó hơi ngon một xíu nha. Tớ không muốn ăn dưới như thế này. Vị cũng không quá tệ. Tớ sẽ dưới thêm một ít nữa để ăn. Tầm này nha, ăn nhé. Thật là không bình thường mà. Đã bị min choco làm mê hoặc rồi. Đây chính là thủ đoạn của min choco. Ngon quá. Nhìn kìa, cậu ấy thật là không bình thường. Lần này mình phải ăn thử với gà rán mới được. Gà rán ngon quá đi trời. Nào để mình ăn thử nhé. Nào chấm đậm hơn để ăn nào. Đây là lần đầu tiên mình thấy không vui khi nhìn thấy hamburger và gà rán đấy. Xin ơi, cậu thử ăn đi. Ăn thử một miếng đi, thật đấy. Gì mà thật chứ, có thật là ăn không sao không nhỉ? Tò mò quá. Thôi đi ăn thử cái nào. Bị gì thế này trời ơi. Không sao mà đúng không? Cậu mới có sao ấy, tớ bị sang chấn tâm lý với min choco rồi. Vị cũng ngon mà, phải chấm thêm nữa mới được. Đúng là PTSD mà. Ngon đúng không? Ơi ngon mà. Sao nếu mà cậu thích như thế thì sao cậu không trộn với canh ăn với cơm đi đấy hả? Trộn với cơm chắc là ngon lắm. Cậu đúng là bị min choco mê hoặc rồi. Đúng là bị mê hoặc rồi. Tự nhiên ăn gà rán, tớ đã nhớ đến một câu chuyện rất là hay. Gì cơ? Có hai người nước ngoài và một người Hàn Quốc. Hai người nước ngoài nói chuyện với nhau. Người Hàn Quốc ăn nhiều gà rán mà. Họ không ăn nhiều vào tháng mấy vậy? Một người ngồi bên cạnh bảo là chắc là vào mùa hè vì mùa hè nóng mà. Nhưng một người tóc vàng xoăn ngồi giữa nói là không phải đâu, mùa hè nóng nên người Hàn Quốc sẽ uống nhiều Coca-Cola. Nên vào mùa đông thì người Hàn Quốc không hay ăn gà nhiều. Thế rồi là người Hàn Quốc ngồi bên cạnh có biết nó là gì không? Nói gì cơ? Chắc là vào tháng 2 mới không hay ăn gà. Tại sao? Tại vì tháng 2 ngắn ngày nhất. Đúng rồi, tại vì chỉ có 28 ngày thôi. Có nghĩa là người Hàn ngày nào cũng ăn gà rán đấy nhở? Đúng rồi. Nói gì thì nói, bữa cơm trứng hôm nay thú vị quá. Thú vị? Cái gì cơ? Hả? Cái đó chính là... Vì vậy cái này là cái gì? Bạn được chọn một trong cả ba cái còn lại để uống. Có hai lần cơ hội chọn đấy. Hay quá nhờ. Bên trong này chắc là có cái ngon lắm đấy nhờ. Có đồ uống rất ngon và hơi ngon. Không bao giờ mình bốc phải cái không ngon đâu. Vì mình là đệ nhất thiên hạ, thần may mắn, xin money. Vâng.
vậy, cậu bốc thử đi. Hay quá đi nhở. Nào xem nào, để mình bốc về cái gì đây. Thực ra mình không phải là fan của Mint Choco đâu nhé. Cái này nhá. Cái này là sữa có vị Mint Choco mà. Chính xác, chính là sữa Mint Cô Choco. À, gì vậy, tôi cực kỳ là không thích cái món này. Còn một cái ngon nữa, cậu hãy thử đi. Đây là cơ hội cuối cùng đấy. Hôm nay chính là ngày của Mint Choco đấy nhỉ. Bữa trường hôm nay đối với mình thật là tồi tệ. Không nên nào đồ uống cũng là Mint Choco hết à hả? Không, không đâu, có cả nho sữa đấy. Không được nói ra cơ mà. Ồ, sữa nho đấy à. Sữa nho là ngọt lắm và lại không có hạt nữa. Bây giờ tỷ lệ là 50-50, nhất định mới phải thành công mới được. Liệu Zayn có bốc đúng nho sữa hay không? Zayn đệ nhất thiên hạ nhất định bốc đúng nho sữa. Cái gì thế này? Là tôi nôn. Tỷ lệ là 50-50 kia mà dính rồi. Cậu đừng có mà hết đi nữa, mình điên quá. Thật sự là quá điên đi mất. Lần này tới lượt cậu bốc đấy, mau bốc đi này. Tới lượt tớ á? Ok, hay quá đi. Mình sẽ phải thay đổi vị trí. Tùy cậu đấy. Cậu mong đừng vào xôi nôn, vào cái khác cũng được. Không phải là soy nôn thôi. Hay quá, mình có thể loại trừ nó và bóc. Để nào, xem mình bóc phải vào cái gì nhá. Hy vọng là nho sữa. Để xem mình bóc vào cái gì đây nào. Hay quá, trời ơi. Để giờ mình sẽ bốc vào cái vị này cơ chứ. Dạ thưa quý khách, vui đúng không? Quý khách vui thì chúng tôi cũng rất là vui. Không, tớ sẽ thử lần nữa. Vâng, thưa quý khách, cứ thử chắc chắn sẽ không vào cái ngon đâu. Lần này chắc chắn là nho sữa đẹp. Cái này nhá. Cái này. Chắc là cái này. Xin chúc mừng quý khách, bạn đã trúng thưởng vị sầu rồi đấy. Cái gì thế này, tại sao lại là nước có nga mà. Buồn cười quá. Mình cứ ghét cái vị này. Những lúc thế này thì chỉ phải ăn viên Mint Choco cho miệng thêm sảng khoái. Đỡ hơn rồi, hết. Nghe từ hết mà tức quá. Mình thấy thanh kẹo Mint Choco này ổn hơn đấy, vì là nó giòn giòn. Không, mình thay đổi quan điểm. Vị cũng được đấy nhá. Mà mình vẫn không phải fan cứng của Mint Choco. Này, thực sự tớ không phải là fan của Mint Choco đâu nhá. Nhưng mà giờ tớ thấy thích rồi đấy. Quả là lòng người ta không ai đoán được. Cậu đã bị Mint Choco thao túng, còn tớ thì không bao giờ. Ngày mai tớ phải thả cái thanh Mint Choco này vào canh ăn mới được. Không thể tin nổi. Hay quá, hôm nay là một ngày vui. Đi tìm chính mình. Ở kia, không phải. Bữa ăn trường Mint Choco. Đây, thanh cầu. Tớ không thích Mint Choco. Các bạn ok ơi, các bạn là fan hay là anti-fan của Mint Choco thế? Hãy để lại bình luận nhé! Anti-Mint Choco!